Vâng, em kính chào các bác. Em xin giới thiệu các bác. Nhà em về cái lồng bu gà các bác ạ. Đấy. Lồng bu gà. Các bác mà chơi gà chọi thì úp cái lồng bu rất hiệu quả. Bởi vì là nó cao. Hoặc khi gà mẹ mà xuống chuồng ấy, thì các bác rút con mẹ vào thì con nó vẫn chạy ra chạy vào được, vì nỗ nó vừa con gà con ra được thì cũng hiệu quả. Đó, phải chạy đi bới lung tung. Em có sắt 6, sắt 8, sắt phi 16, 14, 12, 10. Các bác ạ, đấy. Nó đồ tạp hóa. Các cái thiết bị như ống để vòi thuốc bảo vệ thực vật này các bạn. Đấy. Thép 2 ni, 1 ni, 2 ni rưỡi. Chậu hoa cây cảnh các loại bạt. Ô doa nhựa, ô doa tôn, chổi chít, chổi rơm, chổi nhựa, các dây chun, ủng dép guốc, các đồ tạp hóa, vâng, ủng dép. Cái để nắp vào cái đĩa chụp để nắp vào cái bình nước sâu để mình phun 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 coi vậy là ngô rất hiệu quả các bạn, cây ương cây các bạn, bóng trẻ em chơi dép guốc can các đồ tạp hóa. Này mưa tiếp các bạn, cây cối thì tốt mà nắng nữa thì đẹp. Em về giấy giáp các ống nhựa 110, 90 xuống coi vậy là phi 21, đây ống hàn nhiệt đường nóng là nó có ký hiệu là vạch đỏ này, còn đường lạnh thì là coi vậy là ký hiệu đường xanh các bác ạ. Đường nóng đường lạnh có cái hết đấy, nó lại đinh đinh 10, đinh 7, đinh 5, đinh 4, đinh 3, đinh 2 các bạn, các loại ốc để bắn tôn này các bạn. Đấy, cái lồng bu để ú gà. Hoặc mình rốt một số con nọ con kia khỏi đánh nhau, hiệu quả các bạn. Mình mới mua về, mình rốt này để mình chăm dễ. Đấy, sắt thép phi 16, 14, 12, 10, 8, 6, rồi sắt vuông 16, 16, mạ kẽm, áng gà ăn, quần áo, mũ lón, máng gà ăn, máng gà uống.
Vâng, em chào các bác.